Đó kìa, nó lội. Thấy đầu đói không? Khá nó bơi. Đây, bắt rồi. Kìa, cặp luôn đó nha. Con ngồi mấy đây bắt này cho ông thầy quay dưới. Ừ, con bắt con nó đi để con ngoài đi đó. Ừ, ốp cái tay chậm ra ngoài. Ừ, ốp mạnh luôn. Chào quý bà con cô bác chị em trở lại kênh YouTube của mình nha. Giờ này tối rồi, bắt đầu sắp tối rồi, mấy anh em mình đi ra ngoài ruộng á, lúa nước á, gần các cái mương á, đi soi cá lên. Anh nhái nó chịu ra thăm á, thấy có mấy cá rô nhỏ 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 lên rồi tối nay đi soi chơi cả nhà ơi. Ruộng nhiều lắm, bây giờ mời cả nhà đi nha. Rồi đi theo mấy anh em mình. Có chừng tháng này có rắn chung đó không nha. Cái gì có hả? Ờ, ngay cái đường cặp vườn này nè, nó hay lên lắm cả nhà. Nó nằm ở khu chú quý. Đâu? Nè, thấy nè, nè. À, rồi. Không thấy luôn á, nó mờ mờ, tại ban đêm mới khó thấy nghe nha. Đâu, coi kỹ coi. Nè, cho cả nhà coi nè. Trời, con cá nằm kìa, thấy không? Cái rô. Dĩa. Ơ, dưới này cái đen đen đó kìa, cái lóc có gì á, cái lóc có gì đen đen đó, đó, cả nhà thấy không? Còn trên trước này, còn hồi nữa. Ồ, nó lên đây luôn nè, ngay cái mương vườn cả nhà. Mương vườn chuẩn bị lên ruộng á. Đó, cái ruộng. Ruộng. Nè đây, đen con. Hai con luôn. Đâu đâu đâu, nó chạy dưới lẻ đó, nó đen thù đuôi đó. Dưới này dưới mương nó lên nè. Cái này xấu quá rồi, bắt không được. Xấu quá. Hai ba con dưới luôn hả? Ừ. Tàu con bự. Tàu hũ cũng như cá lóc vậy. Tàu cá vô ngon. Bởi cái đầu dưới. Dưới. Bắt thời cưa. Là gì? Cóc. À, cóc. Đâu rồi? Tự nó sâu dữ vậy? Chết rồi. Đục quá à. Cái nè. Chạy với anh. Ừ. Đó. Con cá nhỏ. Nhỏ. Chính không nghe nhỏ. Chính không. Còn không? Còn mà sao thấy được. Để chút xíu, lấy cái chầm rồi mình đi trả lại nha. Rồi, cứ đi về bắt luôn cả nhà. Nè, đây nè, thời cưa nè. À, cóc rồi hả? Bắt cóc luôn rồi. Cóc nè. Cóc kêu cóc rồi cậu cũng trời. Cóc thì sao đỏ vậy? Cóc lửa. Ngố mất rồi. Rồi, thôi đi. Con mình còn bé lắm. Rồi, đi ra ruộng ha. Đi ra ruộng cả nhà. Chỗ này gần cái mí vườn cả nhà, nó có cái đường nước lên, cá có lên không là mình đi theo các cái đường nước á. Trời chớp ghê vậy. Ừ, trời chớp ghê quá. Ngoài đó, nó chỉ, ngoài đó, sao? Ngoài đó hả, xa sao không bắt được lúa người ta đó có không? Đâu 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 đâu, quay cho coi coi đó. À đây đây hả? Nè đi đây hả? À, gì đây hai ba con nè 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 à, ở gần cái nhà xin ngủ đây. Mình xin lội thôi cái mé ra bắt nha. Lội chút mà. Này hai con luôn nè, hai con luôn nè. Hai con luôn hả? Nè đây hai con. Đây hai con nè, đây hai con nè. Thấy rồi nè. Đây con này thấy không? Ừ, thấy rồi. Bắt bự chưa? Ê đứa gì đủ. Thấy. Nó xuống dưới chân. Xuống dưới chân. Xuống dưới chân rồi kể như là xong rồi. Ngủi. Thôi. 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 Lên bà, lên bà, lên bà, lên bà, lên bà, lên bà. Lỡ nó chạy chạy. Trời ơi. Cá nó bự dễ quá, trời dễ quá. Con cá nó bự vậy. Nè, dưới hang này, dưới hang. Trời ơi, con này đâu rồi? Đó đó đó, nó ra đây nè. Hai ba con luôn. À, đổ trứng cái nồi ơi. Tới tới tới, đánh không nó tiếp đi. Nè đó con kìa, có con kìa. Ở đây con nữa hả? Đâu? Hả? Ờ, nó nằm dưới này nè. Nè đây con nè. Con bự quá. Không 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 gọi không nhìn thấy á. Nè tới đứa thúng. Xứ mình cái rô còn nhiều lắm đó nha. Xứ của anh nhái á. Tiếp nữa. Ấy da, đi cặp theo mí vườn này nè, nó có cái đường nước lên á, bắt nhiều hơn. Dễ đúng á. Bắt gì câu cá. Cắm câu luôn. Con cá có con cá liền đây. Có hả? Đó, 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 đặt luôn nè, chạy vòng vòng vòng. Đó, nó chạy lạng lạng lạng. Thấy vui không? Thì bắt cá lên vui đó này nè, nó lội nè, lội. Lội thế hả? Khùng lắm. Thấy hả?
ốp là phải ốp nhẹ, nó tay đầu tay đuôi nha, tay đầu tay đuôi nè, con có nữa nè, con mũi quá, quá trời mũi, đây chỗ trứng nè, ui nè, ui cắn cái giò quá, có cái clip kia cái cô kia hỏi của cái ông đó cái là cái ông nào mà nói chuyện là chỉnh chạc với hỏi lớn tuổi anh nhớ em nói ông nhỏ tuổi nhớ nè đây con đây, đây, đây con đây con nè nè hai con nè cá lên ban đêm nó nằm im ru ha tôi nói đó không thầy nè trứng nè đây nè con nằm đó khôn lắm đã ba miếng ruộng nè dưới đường nước dưới kinh lên đánh tắm nha rồi mình chỉ đi gần miếng ngoài đó 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 lội rồi ôi đây nè lừ luôn có hả bắt bắt này chứ đi đó hả lừ luôn hả từ từ ta khỏi đây nè cặp luôn đó bắt con bự rồi có gì xảy xảy nhỏ hay cái nè đây trứng nè bắt cá này cũng phải là một kỹ thuật nha cái nhỏ một có nhỏ một tay ốp ốp đầu một tay ốp đuôi nha nè đây con nè đâu đây nè nè thấy không nè con cà bá luôn à nó ngậm đưa cái lưng nha đẹp ghê không nó kì vậy còn hai anh nghe miền tây ôm nhau đây con này nè con có nè đâu hồi đó con nữa kìa con nhỏ bắt bắt con mà này chứ nó để nó chạy vô trong gầm rồi mà trứng nè dạ nè thấy không nằm sung sướng quá ha còn là có người thì nói mình bắt cá vậy rồi nè đây có nè bụng luôn nè đây nè hả mẹ thì kìa ở trong đó có nó kìa lội kìa thuốc ở trong kìa mụ ở đó đó kìa thuốc ở trong này có nó nè mà không có dám vô nè đây nè đây nè bắt con cá mà hư lúa người ta kỳ quá đây nó hai nhóc kìa lụm này đi lụm đi đó đó nó kìa tự thấy kìa ở trong đó cái lội nữa kìa mà đều vô không được thôi xích xích chỗ này nhón nhón rồi vô cái này mình đi không có đạp gì nha cá cà bá luôn nè à chưa cô ở trong nữa nè con đó nè bước ra chút cái trong kia còn hai ba con nữa kìa mà thôi đi có người thì nói mình bắt như vậy về sang năm có cá đâu nữa mà bắt trời ơi cá binh thiên luôn cả nhà chứ không phải là có một hai con này mình bắt đâu rồi mình về mình cũng thả mình nuôi rồi cái nó cũng đi nữa đây con này đó 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 lại con này cũng gặp nè bụng nó nóng luôn ha tôi có được không rồi có được không ở bác em có đó nè đó nè hả tự gặp luôn kìa ốp lại ban đêm nó dạng mà chứ ban ngày khó bắt lắm ban ngày có bắt ở nước nó bỗng nữa bóng đó cá này là cá binh thiên luôn chứ đâu phải mà cá với lại mình về mình cá nhỏ mình thả lại nữa trong đó thôi đi khỏi bắt ở trong xa xa thôi vô bên đây bao cái này xong vậy ta chỗ này giống như là nó tát nước lên gông ngoài, ngoài đó cá gì ta cá lóc hay vậy ừ giống cá lóc quá à. Rồi không lẽ lội vô ruộng ta đi vòng vòng ngoài thôi thấy rồi bắt cũng thấy thủi rồi tôi dội bên đây nha tôi dội bên đây cho thấy nha tôi dội bên đây nè để bơm rồi thấy cặp đó luôn nè nó lên lên cặp không mà cả nhà nè thấy không phải không nó lên cặp không phải không đó cho nó luôn còn bắn còn tôi bắn còn ba đè nó nó ê lội lội ê nó chạy á con đêm nó dạng hơn cả nhà thấy không bắn rủ nó gọi gọi nó chạy được rủ từ dính không từ dính không dính à không dính luôn nè ôi có trứng bự mình coi luôn đừng cặp nữa rồi gọi ra nó né nè nè đây 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 nè luôn đây nè nè nó vô tới rồi đâu đâu luôn nè nè đây con kẹo kẹo ngoài đây con hả nè đây con nè đây con trong bờ nè đây con nè để tôi bắt đâu bên đây nữa hả ở đây con ngoài sau ngoài sau nè con bự con đâu bước ra được nó vừa nè bao nhiêu quá ta cái lỗi trời ơi chạy hả chạy bắt con này đi để nước nó đục phụ người nó chạy ra chạy ngược cái lỗi nó lòn ra biết không nó lên chỗ nào làm như nó quen cái con này chả nã luôn ngồi thôi vô mời chưa sao con không bắt
sao con chụp trứng nữa. Trứng bự quá. Nước trong trong này đổi. Nè nè nữa 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 nè. Nè. Đâu? Nè. Để coi coi. Dưới nè nè con mé nè, con ngoại nè, thấy không? Hồ nhóc được kìa. Để cho mắt con mé. Đây con nè, đây con nè. Đâu bắt này đi. Dạ, con này trong mé hả? Ờ con lụm mé nè. Được. Đó chạy 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 đó. Con bắt con phải để cái tay chặn đầu nó vậy nè. Dạ. Nè chỉ vậy. Nè, nè con này nè. Con này bự chứ nè. Con phải chặn nè, một tay chặn đầu nè. Dạ. Một tay ốp anh sao mà. Đó. Đó. Dạ. Đó. Nè, con nữa hả? Nè, thấy không? Khúc đó. Này nhiều ta. Nè hai con nè. Nè nè nè, nó ở đây nè cả nhà, thấy không? Thấy không? Bắt thử xỉ cho đó. Ốp cái tay chặn đầu. Ừ, đó. Dính không? Để tôi bắt đằng con nè. Dính. Dính giỏi. Đằng con nè. Ừ. Dạ. À, dính không nữa. Cũng được mớ cá cá rồi đó. Ủa, con cá lên là nó vậy nè. Bọt lên không? Bọt. Đèn cái đèn xa xa tuốt xa xa đó có người đi bắt á, cái đèn đó đó tuốt nữa đó, rồi ở bên này nữa nè, nó đó cái đèn xa xa đó đó là người ta đang đi bắt nữa, người luôn đó đó, đèn xa xa đó cả nhà thấy không? Đâu đâu thấy đầu đói không? À, kìa nó lội nè, thấy đầu đói không? Cá nó bơi bắt rồi kìa, cặp luôn cả nhà, con ngồi mấy đây bắt này cho ông thầy quay. Ừ. Không bắt con nó đi, để con ngoài đi đó. Ừ, ốp cái tay chậm ra ngoài, ờ, ừ, ốp mạnh luôn. Cái này mình tư bắt được mới sợ nè. Thấy cái là nó thoát đi liền. Tiếp bên này tư. Bên này nước lạnh như bọt hơn. Sao, đâu. Cái ruộng này nó cặp cái bờ kinh mà. Thấy không? Cái ruộng này cặp cái bờ kinh đó cả nhà. Chút xíu nó tới đường nước rồi. Thì thường cá nó ngược nước nó lên. Hai con hơn con nè. Thì mới ấy cái loại ở đầu ra. Đẹp chú này cái này. Rồi đó. Ngoài ngoài được đó. Mở đèn sáng lên nha. Để anh ha, đang cặp nè. Để cặp nè. Đó, cá rưỡng lên cặp không mà cái nhà thấy không? Nằm nè, nằm hay đã không? Ủa, con bự con nhỏ. Bắt con bự hả? Để nhỏ tới bắt nè. Ừ. Lầm nhỏ đây. Để thùng nước bỏ vô đây để ghé cho nha. Trời, nó bự hoành chơi luôn. Nó sao không? Nó chạy vô tay sao? Mình phải để cái tay trên đầu. Rồi. Ngay từ qua trời đồng thương của mình chưa? Ngắt nè, mà không có tiếng kia. Ủa, con ngoài trà báo không kìa? Nè, thấy không nè? Kìa. Trời ơi, bơi vào đi con. Đang con nè, đang con nhỏ nè. Đang con nhỏ nữa kìa. Bắt bự chứ. Con bự chứ. Thôi, có con chạy ra giữa rồi chứ rồi. Con mới chạy ra đó kìa. Được không? Con nghĩ đi người ta kìa, chuyện gì. Nó ra đâu đây nè. Mình lội nó nét ở dưới, chạy ra vui. Chạy đi. Khỏi chạy em. Khỏi chạy em. Cua kìa. Cua đâu? Kìa. Cua nè, cua nhỏ, cua mini. Này, con nè, đây. Đây. Đâu? Cặp nữa hả? Cặp nữa hả? Nè, nè cái nhà. Nè, ngoài đang con nhỏ kìa. Nè, con nhỏ ngoài đó nè kìa, con đó nhóng được. Ừ, con nói nè, con bắt hai người đi, chứ bắt ngoài đi. Nó con nhỏ con chạy rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó chạy tới đây luôn. Ít rồi, ít rồi. Rồi. Tới lũi đây gì rồi. Phụ cá nhỏ chạy thấy ham trời. Đi xe rồi. Lũi đây gì nè. Một là chỗ này nè, chỗ đục này nè. Gì vậy? Chạy ra gỗ, chạy ra biển rồi vô. Chạy ra gỗ. Mình còn bắt được nào chưa? Rồi chạy vậy? Bắt được con à. Chạy. Chạy vậy rồi. Cái kia đây nè. Cái kia có chỗ đó. Cái con cá này để hại thì cái này. Đưa thùng như tôi bắt con nhỏ nữa. Có con nhỏ nè. Con nhỏ nãy chạy như xe đen con rồi.
mấy cá nhỏ chạy 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 đủ mấy khe kìa. Cá rủ. Có vô đất người ta không ta? Hả? Đi nhanh ra để vô đất ta mất công. Dạ. Cái nhỏ chạy xe kìa. Con đó, cái con nha cả nhà. Con. Đã hồi nãy anh lỗ kỹ thuật thôi. Hả? Bắt nó sạch đi. Ngồi chị xem. Chạy tới đó nữa rồi. Chỗ này có cái gì nè? Nó mới chạy á, mà điều nó sâu trong đó quá, bước vô. Bước vô gì vậy? Hư lúa người ta. Ta gầy chết luôn, thôi. Nè, chạy vô phút rồi. Con này con gì nhá? Dạ. À con định là. Chỗ này nước nhiều quá nè, cái mương này nè, là cái mương cá nó lên nè. Nè nè, cái bọng phải không? Nhà thấy không, có cái bọng này nó lên nè. Rồi đi dạy vô này luôn, có không? Có cái đường này nè. Có hả? Thấy không? Nghi lắm. Nó đi theo đường nước. Nó nằm nó lên chứ lên. Đây nè. Nè. Nó có hơi nước chảy xuống đó. Nằm ngay đầu nó luôn ta. Ổn. 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 Nhà con có nè, dưới này có nè. Sao bắt con? Ủa sâu quá con đó. Chết tỉ nữa, chạy. Nó, trời nó chạy. Ổ khâu rồi nè. Mặt dung cá này mới hay nè. Mặt cá dính này nó hơi nè. Sao lắm hả? Nước đang chảy xuống kìa. Đã này không? Rồi. Nước đang chảy xuống cá lên. Rồi thôi chắc kết thúc luôn cả nhà. Mấy anh em mình đi nãy giờ mũi cắn với bù hống quá à. Nó vô chịu không nổi. Nãy giờ nó chui lũ mũi luôn. Trời ngốc luôn. Rồi thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Bắt được con cá. Đủ kho. Nấu canh chua. Rồi xin chào.